cô gái này là Chloe và người mẹ của mình đang trên đường chuyển nhà tới Tenderville, nhưng cô chẳng thấy vui chút nào vì Chloe vốn là người không giỏi bắt chuyện. Cuối cùng thì hai người cũng tới nhà mới của mình, nhưng Chloe lại tỏ ra chẳng bận tâm mà cứ cắm đầu vào điện thoại. Khi nhìn toàn cảnh ngôi nhà thì cả hai mẹ con đều tỏ ra lo lắng, vì trông nó khá u ám. Thậm chí đèn của phòng khách còn bị hỏng. Khi mẹ cô mở những rèm cửa ra đã thấy những con búp bê được rải khắp sàn nhà. Chloe tỏ ra thắc mắc nhưng mẹ cô cho rằng họ chính là những thần lùn gác vườn. Lúc này Chloe cố kết nối wifi nhà hàng xóm nhưng lại không có tín hiệu. Thế là cô tức giận cho một đá vào tường, bất ngờ nó lộ ra một cánh cửa nhỏ xíu. Vì tính tò mò, Chloe liền mở cửa để xem. Lúc này cô nhìn thấy một căn phòng chứa một viên ngọc phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Khi mà Chloe lấy nó ra khỏi vị trí ban đầu thì cánh cửa đã tự đóng sầm lại. Bất ngờ hơn nữa là những búp bê thần lùn đã tập trung lại đứng trước mặt cô lúc nào không hay. Thấy chúng hơi phiền phức, thế là Chloe liền mang chúng ra ngoài đường để trao tặng miễn phí. Bỗng một cậu bạn hàng xóm đi tới và làm quen với cô. Cậu bạn nói cuối cùng cũng có người dọn tới ngôi nhà này ở. Cậu bạn này có tên là Liam và cũng khá vụng về khi bắt chuyện nên Chloe đã bỏ lơ cậu ta rồi đi vào trong nhà. Tối đó, khi đang dùng bữa thì mẹ cô luôn nhận những cuộc gọi vì công việc mà không nói chuyện với cô. Cộng với việc liên tục chuyển nhà nên Chloe cảm thấy hơi tủi thân. Bỗng lúc này có thứ gì đó xuất hiện khiến một chiếc hộp rơi xuống sàn. Tiếp đến là khi Chloe đang hâm lại chiếc bánh thì nó tự nhiên chui vào thùng rác. Cô sợ đến đơ người ra nhưng mẹ cô vẫn không ngày hay biết chuyện gì. Chloe lấy hết dũng khí cầm trên tay chiếc vỉ sắt từ từ đi tới. Nhưng khi bật nắp lên thì lại chẳng có gì bên trong. Hôm sau Chloe quyết định tìm lại con đường lên căn phòng bí mật đó, nhưng cô lại không tìm thấy cảnh cửa đâu nữa. Còn viên đá phát sáng đó thì Chloe đã biến nó thành chiếc vòng cổ của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Chloe đi học ở một ngôi trường mới. Khi cô mới ra khỏi nhà thì một thứ ánh sáng màu tím xuất hiện, và từ trong đó một quả cầu như quả trứng được ném ra ngoài. Ở trường, cậu bạn Liam lại tìm tới Chloe để bắt chuyện, và cậu tỏ ra thích thú với chiếc dây chuyền của cô. Lúc này sự lì lợm của Liam cũng được Chloe đáp trả và hai người bắt đầu giới thiệu tên của mình cho nhau. Đúng lúc này một nhóm nữ xuất hiện một cách ngầu lòi khiến Chloe không thể rời mắt khỏi họ. Qua lời như Liam thì họ khá nổi tiếng trong trường với ba cái tên là Brittany, Tiffany và Chelsea, hay còn gọi tắt là nhóm BTC. Đang giải thích thì Liam bị ăn trọn quả bóng rổ vào mặt, thế là Chloe trả lại bóng với một cú ném vào rổ khiến nhóm BTC cũng khá là ngạc nhiên. Lập tức Brittany gọi cô tới nói chuyện và giới thiệu với cô với nhóm bạn của mình. Brittany khi thấy viên đá vòng cổ chuỗi đã tỏ ra rất thích thú. Cô ta liền đề nghị Chloe cùng đến một bữa tiệc nhảy sắp tới, nhưng đổi lại Chloe phải cho cô ta mượn sợi dây chuyền. Chloe ngây thơ đã đồng ý luôn. Và cô khi đưa chiếc dây chuyền ra nó đã phát sáng lên một cách kỳ lạ. Trở về nhà, Chloe lập tức mở tủ lạnh để lấy đồ ăn lên bàn. Nhưng lúc này có thứ gì đó đã rình mò ăn vụng, khi cô quay lại thấy nó như một quái vật mà hét toáng lên. Có lập tức chạy trốn thì nó hóa thành quả cầu chặn đường cô lại. Cô quay lại bếp lấy điện thoại gọi cho mẹ thì đúng lúc điện thoại lại hết pin. Lúc này tên quái vật ra dấu hiệu cho Chloe đưa hắn thêm đồ ăn. Lập tức Chloe ném cho nó hết cả rổ táo, rồi cô mở tủ lạnh tiếp tục ném cho nó mọi thứ ăn được. Cứ như thế cho tới đêm Chloe mệt lả với con quái vật vì nó ăn hoài, mà không biết no. Thấy nó đã say sưa nên Chloe tìm cách chuồn đi. Vừa chạy thì cô lại bắt gặp một con quái vật khác, khi nó lao tới thì bất ngờ đã bị đóng băng lại và biến mất trong không khí. Thì ra đó là những búp bê thần lùn đã hạ tên quái vật đó. Sự xuất hiện của họ đã khiến Chloe sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Trong lúc mọi người không để ý, thì tên quái vật trong phòng bếp đã tỉnh dậy và chạy trốn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chloe đã thấy mình trên giường và mẹ ngay bên cạnh. Nhưng tâm trạng của cô vẫn khá hoảng loạn vì chuyện xảy ra vào đêm qua. Mẹ cô cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Không những vậy, mẹ cô còn thông báo hôm nay bà có việc sẽ về nhà lúc tối muộn. Ngay khi mẹ rời đi thì nhóm thần lùn đã tổ chức bắt trói Chloe lại. Sau đó, họ bắt đầu tra khảo Chloe về viên đá chìa khóa của họ đâu. Đó chính là viên đá mà Chloe đã lấy làm vọng cổ và cho Brittany mượn. Thần lùn nói rằng nếu viên đá không quay trở lại ngôi nhà, thì những cánh cổng vàng lũ quái vật chóc sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lúc này cả bọn không biết rằng một con chóc đã lẻn vào phòng và trộm đồ ăn. Nó bắt đầu nhảy ra phá phách và nuốt luôn chiếc điện thoại của Chloe vào bụng, rồi trốn xuống tầng hầm. Cả nhóm thần lùn lập tức đuổi theo nó, họ nhanh chóng tạo một cái bẫy để đón đầu tên chóc, nhưng lại không thấy nó đâu mà chỉ thấy Chloe xuất hiện. Những chiếc súng nước của họ chính là thứ giúp bọn chóc về lại chỗ của chúng. Đúng lúc này Liam mò tới buộc Chloe phải mở cửa cho cậu ấy. Thế là cô liền xin lại vị thần lùn hôm trước mà Liam đã lấy. Ngay khi quay lại, Chloe và nhóm thần lùn đã thấy tên chóc đang đứng hình vì chiếc điện thoại của Chloe đang đổ chuông. Tên chóc thì vô cùng hoảng hốt, còn nhóm thần lùn mù công nghệ còn tưởng Chloe đang nhốt mẹ vào chiếc điện thoại. Ngay khi mẹ Chloe cuốc máy thì tên chóc nhảy tới tấn công cô. Thế là nó ăn ngay một búa của anh thần lùn và chui vào cây piano. Lúc này họ bắt đầu tra tấn tinh thần chóc bằng cách chơi luôn một bản nhạc.
Bên ngoài, Liam bị thu hút bởi những tiếng động lạ, cộng với việc cậu ta nhìn thấy một tên chóc bị bắn hạ, nên Chloe đành phải nói ra sự thật. Liam nghe xong liền phát hoảng, cậu tính chạy trốn nhưng lập tức nhóm thần lùn đã trói và treo ngược cậu ta lại. Còn Chloe lấy lại được chiếc điện thoại và trở lại thường tìm nhóm BTC lấy lại chiếc vòng cổ. Nhưng Brittany nói cô đã để quên chiếc vòng cổ đó ở nhà. Thế là Chloe đành hẹn cô ta mang chiếc vòng cổ tới tiệc nhảy vào đêm nay. Chloe trở về nhà thì thấy Liam đã được thả ra và hí hửng khoe chiến tích đã hạ được hai tên chóc. Thấy cô vì tay không nên một ông thần lùn đã tặng cô liên tiếp hai gậy vào chân. Đúng lúc này một cánh cổng nữ xuất hiện mang một tên chóc tới ngôi nhà. Liam liền cùng ba thằng rừng tới săn đuổi con quái vật tại một chiếc tủ lớn. Nhưng đâu ngờ là nó lại chui hết cái tủ này đến cái tủ khác để trêu chọc thần lùn với Liam. Nhưng thực ra không phải một con mà đó là cả hai con chóc, rồi cả một bầy chóc xuất hiện tại đây. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải nhanh chóng rút quân lên căn phòng bí mật của nhóm thần lùn. Ngay sau đó toàn bộ những cánh cửa của tòa nhà đều được đóng chặt lại để tránh lũ chóc tấn công ra bên ngoài. Tại đây, họ kể về câu chuyện nguồn gốc của thần lùn. Từ xa xưa khi chưa có con người, thần lùn đã mang lại sự xanh tốt và vun đắp sự sống cho các sinh vật. Nhưng vào một ngày lũ chóc xuất hiện, chúng mở ra những cánh cổng bằng viên đá pha lê. Bằng những phép thuật của bộ tộc thần lùn, họ đã đẩy lùi chóc về lại nơi sản xuất. Và ngôi nhà này được xây chính là nơi cánh cổng đầu tiên được mở. Còn với viên đá chìa khóa kia sẽ giúp ngăn chặn lại các cánh cổng bị mở ra và bảo vệ thế giới khỏi bị tàn phá bởi lũ chóc. Lúc này họ lại phát hiện ra một cánh cổng nữa được mở, nên cả bọn lập tức xuống xem xét tình hình. Lúc này thủ lĩnh hiện tại của nhóm thần lùn cảnh báo mọi người không lại gần cánh cổng, vì thủ lĩnh trước đây của họ là Jamfeer đã tự mình vào sâu thế giới lũ chóc để hủy diệt chúng. Nhưng sau đó ông ấy đã may mãi không quay trở lại. Sau đó cả nhóm quay lại căn phòng để lấy thứ nước gì từ cái cây làm vũ khí chống lại chóc. Ngay sau đó cả nhóm lập tức tiến hành dọn lũ chóc nhanh nhất có thể. Thậm chí Chloe ra một kế hoạch táo bạo là đu dây xuống như một người lính tinh nhuệ. Có điều khả năng bắn của cô thì quá kém nên chẳng đi đến đâu. Càng ngày lũ chóc càng manh động và tự nhiên như ở nhà mình. Liam và Chloe cùng nhau tấn công chúng thì súng Liam hết đạn. Thấy vậy cả đám chóc nhân cơ hội liền lao vào tấn công cậu. Nhưng may là Chloe đã cứu cậu ta, phe này với khả năng thiện xạ đã được nâng tầm. Lúc này thì Chloe chuẩn bị lên đồ để tới việc nhảy cũng như lấy lại viên đá. Vì Liam cứ nằng nặc đòi đi theo cô, nhưng cô không được đồng ý nên cả hai đã xảy ra cãi vã. Trước khi cô rời đi, thần lùn đã cảnh báo cô phải về trước 9 giờ, vì họ chỉ có thể cầm chân lũ chóc cho tới lúc đó thôi. Bất ngờ là khi đến bữa tiệc thì Liam cũng đã mò tới đây. Chloe liền cả thấy khá khó chịu khi cậu không chịu nghe lời. Lúc này tới gặp nhóm BTC, thì Brittany lại nói mình không mang sợi dây chuyền tới, mà thay vào đó cô ta hẹn Chloe sau bữa tiệc sẽ ghé nhà cô ta lấy. Lúc này một anh bạn đã để ý Chloe và tới làm quen cô. Liam đứng từ xa nhìn khá cay cú. Trong lúc các thần lùn đang phải gồng mình chống lại lũ chóc, vì chúng ngày càng khéo cái đông hơn, ngôi nhà của Chloe lúc này đang dần bị lũ chóc phá hủy. Tại tiệc nhảy, Liam ra mặt yêu cầu Brittany về nhà lấy chiếc dây chuyền và trả lại cho Chloe. Thế là cô ta nghĩ ngay chiếc dây chuyền là của Chloe là Liam tặng nên mới liên tục kêu trả lại. Vì cái tính sĩ diện của mình mà Chloe đã quát vào mặt Liam, rồi bắt cậu ta đi về nhà, mặc dù trong lòng cô không ấy muốn vậy. Ngay khi trở về ngôi nhà, Liam đã thông báo rằng không có viên đá nào cả. Bất ngờ cậu bị lũ chóc tấn công rồi bị lôi vào trong một cánh cổng cùng lũ chóc. Lúc Chloe đã hối hận nhận ra những gì mình làm là sai, cô tức giận yêu cầu Brittany trả lại sợi dây chuyền, nhưng cô ta tỏ thái độ và nói sẽ không có chuyện trả lại nó cho Chloe đâu. Và cô ta còn nói đã vứt đi rồi, khiến Chloe bắt đầu sôi máu và chửi cô ta một tăng rồi rời đi. Chloe vội vàng trở lại ngôi nhà thì chẳng thấy ai mở cửa. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì hai thần lùn nhanh chóng mở cửa lôi cô vào. Lúc này ông thông báo một tin xấu cho cô là Liam đã bị cuốn vào cánh cống đó. Ngay lập tức Chloe thay đồ rồi xách ba lô và mang theo một khẩu súng với mục đích đi vào trong để giải cứu Liam. Nhưng trước khi ra trận cô vẫn không quên chụp hình cúng Facebook. Sau một hồi tìm kiếm thì Chloe cũng tìm ra một cánh cổng đang mở trong chiếc tủ. Trước tiên là cô buộc một sợi dây vào bồn cầu và thả nó vào trong cánh cổng. Khi đã đủ chắc chắn, Chloe bắt đầu đi xuống một cách từ từ. Dưới đây không gian dường như vô tận. Bất ngờ một con chóc đã bám vào phía trên sợi dây và cắn đứt nó, khiến Chloe rơi một mạch xuống một vùng đen tối. Khi cô tỉnh lại thì xung quanh là những khối hình cầu chứa đầy chóc đang ngủ. Lúc này Chloe lại dựa chúng ngay chỗ Liam đang bị lũ chóc vây quanh khắp người. Thế là cô liền dùng súng bắn bọn chúng, nhưng không xi nhê gì cả, bởi đây vốn là nơi chúng thuộc về mà. Lúc này Chloe liền lấy cây vì sắt đuổi chúng đi để cứu Liam. Nhưng cậu vẫn còn ra giận dữ buộc Chloe phải xin lỗi cậu ta. Nghe xong, Liam xúc động đến phát khóc, vì cuối cùng Chloe cũng qua cậu là một người bạn thật sự. Đúng lúc này một thần lùn xuất hiện với phía sáo sau lưng hai người. Thì ra ông ra chính là thủ lĩnh trước đây của nhóm thần lùn tên là Jamfeer, như lời kể của thần lùn giúp. Chỉ có điều là ông ta có hơi hôi vì đã nhiều năm không tắm. Jamfeer thắc mắc tại sao hai người tới được đây
vì ông đã đưa viên pha lê cho thần lùn khác để ngăn các cánh cổng không mở. Liam liền tiết lộ viên đá pha lê đã bị mất. Ngay sau đó Jamfer dẫn hai người tới nơi một viên pha lê khổng lồ đang lơ lửng. Bất ngờ lúc này đám chóc dưới chân họ thức dậy. Jamfer đã nhanh tay ném sợi dây từ khối pha lê, rồi lập tức Liam và Chloe theo sợi dây đi tới phiên pha lê, còn Jamfer giữ ở dưới này để cố định sợi dây. Ngay lúc này Liam nhận thấy nếu để gần điện thoại vào viên pha lê thì nó sẽ sáng hơn bình thường. Chloe cũng kéo cả Jamfer lên viên đá cùng với họ. Lúc này một cánh cổng đã xuất hiện ngay trên họ. Nhưng Liam không bận tâm, mà cậu nghĩ tới việc lấy cục pin điện thoại tác dụng với khối pha lê. Từ đó sẽ tạo ra một vụ nổ, và có thể tiêu diệt toàn bộ lũ chóc trong không gian này. Jamfer liền nảy ra ý rời khỏi đây, bằng cách bán theo những con chóc đang đi ra ngoài cánh cổng. Khi gần ra tới ngoài, Chloe liền ném cục pin tới chính giữa khối pha lê làm nó bắt đầu phản ứng. Cùng lúc này, bên ngoài những con chóc đang dần bị hút lại vào trong và những cánh cổng cũng đồng loạt đóng lại. Ngày sau đó, Chloe và Liam thoát thân ra khỏi đó. Không chỉ có hai người mà Jamfer cũng trở lại theo sau. Những thần lùn nhìn thấy ông thì hết sức vui mừng. Sau đó ông thông báo một tin vui là lũ chóc đã bị tiêu diệt hết bởi Chloe và Liam. Ngay sau đó có tiếng chuông gọi cửa. Chloe bước ra thì đó là nhóm BTC đang lai sở chim và tới gây sự cho Chloe. Khi mà hai người họ đang còn tranh cãi thì Jamfer và Liam nhận thấy có dấu hiệu vẫn còn chóc dưới tầng hầm. Bất ngờ từ cánh cửa tung ra là một cánh tay của chính con chóc khổng lồ làm ai nấy đều kinh ngạc. Hai bạn của Brittany nhìn thấy sợ hãi liền đóng cửa bỏ chạy. Còn Brittany thì ngất xỉu khi thấy thần lùn trước mặt. Cả bọn nhanh chóng rút quân lên căn phòng bí mật trên lầu và leo lên nóc. Chloe không leo lên kịp, nhưng lại vô tình phát hiện chậu cây khiến nó sợ hãi không dám đến gần. Lúc này cả bọn đã đi lên nóc nhà, và thấy con quái vật đã lớn hơn một cách nhanh chóng. Nó gầm lớn làm Liam tuột mất chậu cây xuống dưới, thế là Chloe phải nhảy xuống đó để lấy. Nhưng phía trên lúc này Brittany đã bị nó bắt được, Liam cũng bất cẩn mà rơi xuống. Thấy vậy Chloe từ từ cầm chậu cây leo lên, rồi cô giật lấy viên đá và điện thoại của Brittany cho vào chậu cây. Khi mà nó đang gầm thét thì Chloe đã ném cả chậu cây vào mồm nó. Ngay lập tức những ánh sáng phát ra xuyên người con quái vật và khiến nó phát nổ. Một lần nữa Chloe thức dậy lại thấy mẹ mình đã kế bên, cô đã lập tức chạy khắp nhà xem tình hình. Trước khi đi học Chloe còn tranh thủ xem các thần lùn đang bàn chuyện gì trong cuộc họp. Lúc này Liam cũng chờ sẵn cô ở bên ngoài để đi học cùng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem bộ phim này. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những bộ phim mới nhất nhé.